Ngày 6 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, gọi tắt SYNCO 1. Theo cáo trạng, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các bị cáo Phạm Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên SYNCO 1, Cấn Hồng Lai, cựu Tổng Giám đốc SYNCO 1, Nguyễn Chiến Thắng, cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải, Đào Thanh Thảo, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải và các bị cáo khác đã có nhiều sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước gần 185 tỷ đồng. Các bị cáo Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai còn có hành vi không thực hiện việc xác định lại giá trị tài sản là quyền sử dụng đất của SYNCO 1 theo giá thị trường để tính vào giá trị khi cổ phần hóa, gây thiệt hại cho nhà nước 54,7 tỷ đồng. Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Lê Văn Long, cựu kế toán trưởng SYNCO 1 và cấp dưới là Nguyễn Thị Bích Hạnh đã đổ lỗi cho nhau trong việc soạn thảo tờ trình không số cho lãnh đạo để từ đó ban hành quyết định xác định nguồn nợ khó đòi gần 185 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện, nhất là các yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng điện để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, khẩn trương hướng dẫn EVN, xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định, hoàn thành việc này trước ngày 10 tháng 6. Với EVN, Thủ tướng yêu cầu EVN khẩn trương chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất, tập trung cao độ thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện, đặc biệt trong tháng 6. Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023. Ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị cáo liên quan đến vụ án gồm Nguyễn Phương Thanh, sinh năm 1986 ở thành phố Bạc Liêu, Nguyễn Văn Quên, sinh năm 1985 ở huyện Vĩnh Lợi, Đỗ Hoàng Chiếm, sinh năm 1959 ở tỉnh Sóc Trăng. Quá trình điều tra, với ý định muốn vay tiền của nhiều người, bị cáo Nguyễn Phương Thanh đã đặt qua mạng mua hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên Trang Như Khoa là chồng của bị cáo. Hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện đây là tài sản riêng của ông Trang Như Khoa do cha mẹ của ông Khoa cho, đứng tên riêng của ông Khoa. Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, bị cáo Thanh dùng một giấy để lừa đảo vay tiền của ông Lê Văn Hưng 700 triệu đồng. Sau đó đã trả cho ông Hưng và vay của ông Đỗ Văn Tâm 2 tỷ đồng, cùng một hình thức là ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các văn phòng công chứng. Một giấy giả còn lại bị cáo thế vào chỗ mà ông Khoa cất giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để thực hiện các hành vi lừa đảo, bị cáo Thanh nhờ bị cáo Nguyễn Văn Quên giả làm Trang Như Khoa, ký hợp đồng ủy quyền cho Thanh được toàn quyền quyết định đối với quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông Trang Như Khoa. Thanh sử dụng hợp đồng ủy quyền để làm thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều người. Với thủ đoạn đó, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, Nguyễn Phương Thanh 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 người với tổng số tiền chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, 10 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Quên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt 4 năm tù. Bị cáo Đỗ Hoàng Chiếm phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với mức hình phạt 3 năm tù, cấm hành nghề công chứng 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Chỉ sau một ngày ra quyết định truy nã, tối ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt được Phan Danh Hưng, 37 tuổi, quê quán xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, là nghi can trong vụ án giết chết 3 người. Phan Danh Hưng bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh,
ngay sau đó được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa tại thành phố Nha Trang để tiến hành điều tra. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 6, người dân phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà cấp 4 ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Do xảy ra mâu thuẫn với vợ, Hưng đã tìm đến nhà mẹ vợ và ra tay sát hại vợ mình là chị V, sinh năm 1986, đồng thời sát hại luôn hai người đến can ngăn. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 7 tháng 6, tổ công tác của trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tuần tra phát hiện phương tiện LA00486 do ông Đoàn Văn Phố, sinh năm 1978, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang điều khiển, có dấu hiệu đáng ngờ nên kiểm tra, phát hiện phương tiện chở khoảng 4 mét khối cát sông. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đoàn Văn Phố không có hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của số cát, phương tiện không đăng ký lại, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng và máy trưởng. Trong 17 ngày qua, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 3 vụ vận chuyển cát trái phép, tạm giữ 3 phương tiện với hơn 100 mét khối cát. Sáng ngày 7 tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa xuất hiện trên diện rộng trong 24 giờ qua. Theo đó, đêm qua và sáng ngày 7 tháng 6, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 70mm. Dự báo diễn biến mưa lớn từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Đồng thời cảnh báo, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.